Từ các phụ phẩm lá hạt và vỏ chôm chôm Việt Nam, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chiết xuất ra các nguyên liệu mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn cao cấp nhất trên toàn cầu. Cụ thể, bộ phận nguyên liệu hóa mỹ phẩm của tập đoàn Pas Đức cho biết đã nghiên cứu thành công 3 loại hoạt chất mới cho thị trường làm đẹp, chiết xuất từ lá, vỏ và hạt chôm chôm, cung cấp độ ẩm và trẻ hóa da cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Các nhà khoa học tại Pas đã nghiên cứu cách thức chiết xuất các thành phần có lợi từ lá, hạt và vỏ chôm chôm cho ngành mỹ phẩm từ vỏ trái chôm chôm các nhà khoa học đã chiết xuất ra hợp chất Nephigrat-TM giúp tăng cường khả năng giữ nước và cấp ẩm cho da trong khi chiết xuất nephoria tm từ lá cây chôm chôm giúp trẻ hóa da có dấu hiệu lão hóa thông qua cơ chế hoạt động sinh học tương tự như sinh tố a hỗ trợ tổng hợp collagen và tăng đàn hồi cho da còn Rabuvitan TM được chiết xuất từ hạt chôm chôm có thể bảo vệ cả da đầu và nang tóc, chống lại tác động do môi trường ô nhiễm, làm tăng sức sống nang tóc và giảm quá trình oxy hóa tạo bã nhờn khi tiếp xúc với các chất ô nhiễm và ti cực tím. Việc nghiên cứu thành công các chiết xuất từ phụ phẩm chôm chôm cho ngành mỹ phẩm sẽ đem lại lợi ích cho nông dân trồng chôm chôm tại Việt Nam.